Thưa quý vị và các bạn, đây là cửa hàng nằm tại vị trí đẹp, mặt tiền lớn, nằm tại mặt đường Phùng Khoang. Nếu mà như năm ngoái thì cửa hàng này đón nhận một lượng khách rất lớn, thậm chí là kín bàn. Thế nhưng năm nay, theo thống kê của chủ cửa hàng, doanh thu giảm đến 30%, thậm chí là 40% so với chu kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do kinh tế suy thoái và người dân thắt chặt tiêu dùng. Bạn cũng biết đấy, như đây hiện tại là 8 giờ rồi đấy, bên mình khách khá là vắng. Nếu mà bạn xem như là tầm này cùng kỳ năm ngoái, bên mình tầm này là nhân viên mà chạy tấp nập rồi, kín hết cả khu này rồi, rất là đông. Với đấy các bạn biết kinh tế suy thoái thì năm nay khách tầm này không có, nên bọn mình cũng cố cầm cự để làm thôi. Như trong hệ thống như mình, tầm này năm ngoái cũng tầm khoảng được 14-15 cái cửa hàng. Nhưng mà đến hiện tại như bây giờ là đóng 3-4 cái rồi, ở các khu vực khác quanh Hà Nội này. Đấy, nhưng mà bây giờ chỉ còn mấy cơ sở mình. Theo cái thời điểm trước đây thì quán lẩu nướng khá là đông khách, nhưng mà hôm nay khi đến đây thì em thấy quán vẫn còn khá nhiều những chỗ trống và bàn trống ạ. Em và bạn hẹn nhau đến đây ăn, cũng giá cả đây khá là hợp lý, thấp hơn so với nhiều quán lẩu nướng thời điểm hiện tại. Em làm thu ngân ở quán cũng được một thời gian rồi ạ. Em thấy lượng khách dạo gần đây của quán khá là ít đi, doanh thu buổi tối như bọn em làm cũng chỉ được tầm 4-5 triệu thôi ạ. Buổi tối như năm trước thì bọn em khá là đông, có thể là doanh thu của hôm đấy có thể lên đến tận 10 triệu đấy ạ. Còn dạo gần đây thì nó hơi vắng, ban ngày bọn em cũng khá là ít khách, cũng không được nhiều ấy ạ, có những hôm còn không có khách.